Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chế kêu bằng cái đèn đít, nhưng mà nó chớp 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 nha. Thì trước tiên mình muốn chế được cái đó thì mình phải có, đây là mình có một cái cục đề nè. Ủa, cái này quay cục đề bạn, cái này là cái cục xi nhan của cái đèn đít Asama đó, và một cái đèn zin. Cái này mình xài cái đèn zin nha, đồ này đồ cho các bạn đó, người ta cho mình chế nha. Được, cho đây thì cái đèn đít Asama với cục này để mình bắt đèn cho sáng là cho rõ các bạn. Thì đây là cục nè, mình xài cái cục này là 48V. Đây là một cái đèn đít, đây thì mình lấy cái đây để mình kéo dây điện đàng hoàng cho mình nhảy vô dễ nha. Này nó hơi gối chúng này, tại mình dây điện hơi dài. Rồi, bây giờ mình tháo hết rồi nè. Thì cái đèn á thì nó có một bên trừ, cái này là bên âm nè, bên âm là có một cộng cộng vàng, nhưng mà cộng đen, mà câu cộng vàng cộng đen cũng được, nhưng mà mình câu hai cộng luôn cho sáng trực tiếp vô luôn. Thì cộng dương, cái cộng đỏ trong cái đèn đi ra là cộng dương nè, thì mình lấy cộng dương mình câu vô cục này, cái đầu cục này, rồi có mình câu một cộng dây điện đi ra, là cái cộng dây điện đi ra nè, là nó vô cực dương của điện 4 bình 48V. Đây là còn cái cực này á, là vô cực âm. Bây giờ mình sẽ ra mình test thử các bạn xem nè. Mình sẽ câu vô, xong rồi mình test cho dấu các bạn xem thử. Rồi, đây là cái cực dương này các bạn. Cực dương mình sẽ đấu vô cái dương của 48 nha. Đây là cực dương mình đã câu vô 48. Đây cái đèn nè. Còn cái cực này là cực âm cho mình câu vô điện 48. Mình câu điện 48, chỗ này là điện 48V của cực âm của mình nha. Đây thì các bạn coi nó chớp nè. Đó. Đây, vô tối xíu nè các bạn. Thì cái này mình câu vô thì nó chớp liên tục nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình câu vào xe nha. Mình sẽ gắn vô đây, mình sẽ gắn vô đít xe của mình, mình sẽ gắn vô đít xe này của mình. Dây điện thì mình câu sẵn về này nọ cho bạn, lặn mình gắn đít xe cho dễ nè. Ốc thì có hết luôn nè, hồi hãy chạy đít xe nó gì đó bạn, để mình đưa tối nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Chế này thì rất là đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần một cục xi nhan của Asama 48V zin nha, hay là mua cục mới cũng được nữa, cái nào cũng được nha. Với một cái đèn đít là được. Đây. Thì mình chỉ lại một đặng nè, cái cộng dương của cái đèn á thì câu qua cục này. Rồi lấy cái cực này câu qua cái cực dương của 48V. Còn cái cộng hai cộng ở đây, đây màu vàng này nè, màu vàng màu đen là cao qua cực âm của 48V. Rồi vậy là ok á. Bây giờ mình chỉ làm một cái công tắc thôi, mình câu ra sao là ok. Bây giờ mình sẽ gắn vô xong xuôi rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem thử nha. Hôm nay thì mình cũng rảnh bạn, nên mình chế cái đèn đít cho mình nha. Nó chạy cái tối mà không có đèn đít thì nó hơi nguy hiểm một xíu. Thì bây giờ mình gắn xong nữa bạn, mình gắn xong cái đèn đít rồi nè. Đó. Đây cái đèn đít mình lấy bắt ốc vô nè. Qua đây mình sẽ nghiên cứu cái cục này cục nhan này mình sẽ nhét vô chỗ này nè. Đây. Nó chỗ nhét này mình sẽ nhét vô đây. Mình nhét vô đây nha. Rồi hồi mình lấy dây rút á, dây rút mình rút lại cho nó gọn à. Hồi dây điện rồi mình gom gọn ở đây nè. Đó. Xong bây giờ mình kéo hai cọng điện này xuống dưới. Mình sẽ đi hai cọng điện này xuống đường này nè các bạn. Chứ không ra đây, là mình câu vô cái mấy cực bình. Đó, thì bây giờ mình gắn xong xuôi hết nè các bạn. Đây. Mình câu cái công tắc nằm đây. Đây là công tắc nằm đây nè. Câu công tắc nằm đây.
đây là cái cọng màu trắng này đi xuống âm nè, còn bên cọng màu trắng đây là dương nè, cọng trắng này dương nè, dây điện mình đang sạc, xe hết điện rồi đang sạc nãy giờ, để bắt các bạn coi thử nè. Nè, bấm nút vô nè, đó. Rồi ba đèn cũng tù lại chạy. Ừ, đó. Thì tối thì nó cứ chớp vậy đó bạn. Con này chớp chứ là đi tới xe gọng. Đó. Tự động chớp luôn nha. Để mình tắt đèn ra thành quả nè các bạn. Thì nó tắt, nó không tắt luôn, nhưng mà nó còn đến lúc mà nó tắt là nó còn một điểm cái cọng màu đen á, nó hơi cháy yếu yếu nghe, xong rồi nó chớp lên sáng. Trễ tối nhìn cũng có lý nha các bạn. Rồi mình xin tạm dừng clip tại đây nha. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh và like video ủng hộ mình nha. Tạm biệt tất cả các bạn.